Mỗi ngày, gần 6.000 mét khối nước thải tập trung về xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt thuộc công ty cấp thoát nước Lâm Đồng, với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ hòa tan, các loại cặn lơ lửng và vi khuẩn gây bệnh. Dù được xử lý qua rất nhiều công đoạn, thế nhưng mùi hôi do nước thải gây ra vẫn là thực trạng không thể tránh khỏi lâu nay. Từ khi xây dựng cái nhà máy xử lý nước thải thì người ta không có đề cập tới vấn đề mùi hôi. Do đó khi mà quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải thì cái việc mà mùi hôi nó phát tán ra môi trường, nó làm cho cán bộ công nhân viên cũng như dân cư sống chung quanh phải sống trong môi trường rất là ngột ngạt và khó chịu. Rất là ngột ngạt đó. Thì chính vì những cái ngột ngạt khó chịu đó thì người dân rất là bức xúc và người ta liên tục có những cái đơn kêu cứu, đơn kiến nghị lên các ủy ban phường, ủy ban thành phố. Và sau nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng thì các cơ quan này phải giao nhiệm vụ cho xí nghiệp của chúng tôi là phải khắc phục được cái mùi hôi này trong cái thời gian sớm nhất có thể. Khó khăn đã làm cho chính những cán bộ, công nhân viên xí nghiệp cùng tìm tòi những giải pháp để cải thiện tình trạng này. Phương pháp khử mùi bằng công nghệ hoạt hóa, điện hóa đã được lựa chọn sau khảo nghiệm thành công. Và chỉ với dung dịch muối 5% sau khi được điện phân sẽ cho ra dung dịch anolit có tính oxy hóa mạnh. Dung dịch anolit sẽ được phun trực tiếp vào không gian kín của bể lắng hay vỏ và bể lắng cát dưới dạng phun sương. Các chất oxy hóa có trong dung dịch anolit sẽ khử mùi hôi của nước thải tại các khu vực này. Một nghiên cứu vô cùng hiệu quả và thiết thực. Sau khi mình làm cái hệ thống phun mùi hôi ấy, thì cái lượng mùi hôi nó được thu gom ở bên trong. Nói chung nó cũng không phải là triệt để được ở môi trường bên ngoài, nhưng mà nó đã giảm thiểu rất là lớn. Khi mà ngày trước mà chưa có giảm thiểu mùi hôi ấy, mình đi vào đến đầu dốc ấy là mình đã ngửi thấy mùi hôi rồi. Nhưng mà sau một thời gian làm và xin phun với khử mùi thường xuyên ấy, thì mình vào đến khi mà lao động trực tiếp ấy, mình cũng thấy mùi nó nhẹ đi bao nhiêu này. Xong rồi cái sức khỏe của người lao động ấy, nó cũng cải thiện nữa. Với phương pháp mới này, nồng độ các chất khí như NH3, H2S tại các bể lắng giảm hơn 7 lần. Người dân sống ở khu vực vành đai của xí nghiệp đã không còn phải kêu cứu vì mùi hôi của nước thải. Hồi trước thì nó hôi nhiều lắm, mà bây giờ cái thời gian bây giờ thì nó đã đỡ. Rồi thì có tới mùa sao, mùa là nó nhiều lắm. Mới mấy bữa thì nó nhiều mà bữa nay thì đã đỡ. Xử lý mùi hôi bằng dung dịch anolit chỉ tiêu tốn khoảng 300 gram muối và 13 kW điện cho mỗi lần phun. Như vậy, kinh phí đầu tư chỉ khoảng 1 triệu đồng một thoáng. Vậy là bài toán về xử lý mùi hôi của nước thải đã dần tìm được lời giải, và việc xử lý toàn bộ mùi hôi tại khu vực xí nghiệp và những vùng lân cận đã có thêm triển vọng mới từ chính kết quả nghiên cứu của cán bộ, nhân viên xí nghiệp quản lý nước thải thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, camera giám sát đang là một giải pháp phổ biến và được xem như là một công cụ an ninh chủ đạo trong việc phòng chống tội phạm, giám sát dây chuyền sản xuất, giám sát nhà xưởng hay đơn giản là hệ thống giám sát tại các cửa hàng và gia đình. Camera hiện nay thì không còn là một thiết bị quá đắt đỏ cho người dùng cá nhân hoặc là doanh nghiệp. Và việc trang bị một hệ thống camera bây giờ là một nhu cầu cần thiết, thế nhưng không phải ai cũng biết có thể lựa chọn được một chiếc camera phù hợp cho gia đình hay công việc của bạn. Sau đây Hải Yến sẽ giúp quý vị và các bạn có được một số lời khuyên thật hữu ích khi chọn mua camera.